Kính thưa quý vị, cùng với điệu múa truyền thống, trong những năm gần đây có nhiều nghệ sĩ đã sáng tác nhiều điệu múa Chăm, trong đó có bài Múa Lên Tháp là hình tượng múa đẹp được người Chăm yêu thích. Sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức điệu múa Lên Tháp, âm nhạc Phi Nhật Tảo qua phần trình bày của sinh viên đến từ trường Đại học Quốc gia. Một tràng pháo tay chào đón các bạn sinh viên đến từ trường Đại học Quốc gia. Xin cảm ơn quý vị.